Chào anh chị, video này Misa xin hướng dẫn anh chị cách chuyển dữ liệu để máy trạm trở thành máy chủ với đơn vị đang muốn đổi máy chủ mới hoặc dùng máy trạm làm máy chủ vì một số nguyên nhân như máy chủ bị hỏng, máy chủ chạy không mạnh hay bị lỗi, máy chủ đang sửa chữa, v.v. Bây giờ, doanh nghiệp muốn tìm lấy một máy trạm khác mạnh hơn để thay thế chức năng máy chủ. Anh chị sẽ thực hiện các bước sau. 1. Sao lưu dữ liệu của máy chủ cũ. 2. Kiểm tra và cài đặt SQL cho máy trạm hay còn gọi là máy chủ mới. 3. Phục hồi dữ liệu của máy chủ cũ sang máy chủ mới. 4. Kết nối lại máy chủ mới với máy trạm khác. Và bây giờ, Misa sẽ cùng anh chị đi vào các bước nhé. 1. Sao lưu dữ liệu tại máy chủ cũ, cần chuyển dữ liệu. Ở đây, mình sẽ có 2 cách để thực hiện sao lưu. Cách 1. Sao lưu tự động khi đóng phần mềm. Khi đóng phần mềm, anh chị sẽ nhận thông báo sao lưu dữ liệu. Nhưng khi thực hiện sao lưu, anh chị nhiều lúc sẽ không nhớ lưu ở thư mục nào. Anh chị vào hệ thống, tùy chọn. Xem ở tiêu đề cuối là sao lưu, anh chị chọn vào nhé. Tại đây, anh chị có thể xem đường dẫn sao lưu. Ngoài ra, còn có thể thiết lập lại phần sao lưu. Cách 2. Tự sao lưu. Đây là cách tự sao lưu chỉ thực hiện trên máy chủ. Trên phần mềm, lúc chưa đăng nhập thì anh chị sẽ bấm vào tab Quản lý dữ liệu. Anh chị chọn đúng tên và SQL của máy chủ cũ. Rồi chọn Đồng ý. Lúc này sẽ ra một bảng danh sách các dữ liệu đang có trên phần mềm. Anh chị tích chọn đến dữ liệu mình cần sao lưu và bấm chức năng sao lưu. Kiểm tra tên tệp và đường dẫn. Anh chị cũng có thể thay đổi lại tên tệp và thư mục lưu. Sau đó, bấm sao lưu là được anh chị nhé. Em xin lưu ý, với thư mục lưu, anh chị nên lưu ở ổ D, E, tránh lưu ở ổ C, vì thư mục lưu này là lưu các bộ cài. Để tránh trường hợp máy tính có bị hỏng hoặc cài lại Win thì dữ liệu sao lưu vẫn còn ạ. Khi thực hiện sao lưu xong, anh chị tìm đến dữ liệu sao lưu có đuôi là .mbk hoặc .mbz và copy sang thiết bị lưu trữ như USB hoặc upload Google Drive để di chuyển an toàn file sao lưu qua máy trạm cần chuyển đổi nhé. 2. Kiểm tra và cài đặt SQL cho máy trạm, hay còn gọi là máy chủ mới. Anh chị sang máy chủ mới và kiểm tra xem máy đấy đã có SQL chưa. Bằng cách anh chị vào Windows, On Program. Xem đã có tên Microsoft SQL Server 2014 chưa nhé. Sẵn đây, em cũng xin lưu ý với phần mềm MisaSME.net 2021 thì chúng ta sẽ dùng SQL 2014. Còn MisaSME.net 2020, chúng ta có thể dùng SQL 2008R2 hoặc SQL 2014. Với các phiên bản của MisaSME của năm trước sẽ dùng SQL 2008R2 anh chị nhé. Anh chị bấm vào Configuration Tool nếu có. Sẽ có cái hộp màu đỏ là SQL Server Configuration Manager. Ở đây, anh chị sẽ kiểm tra được tên SQL đang có là tên nào và có đang bị stop không. Em ví dụ là SQL Server MisaSME 2021 và nội dung trong ngoặc chính là tên của SQL anh chị nhé. Nếu đang ở trạng thái bị dừng thì anh chị lít phải và chọn Start để chạy. Hoặc với máy chủ mới chưa có SQL thì anh chị lấy link cài SQL, em đính kèm link ở mô tả video. Anh chị tải về sẽ có bộ cài Misa Installer. Mình lít phải chuột, chọn Run as Administrator. Sẽ hiện lên một bảng,
Mình sẽ chọn đến tên sản phẩm đang dùng, ví dụ là misa.sme.net 2021, và anh chị sẽ tích chọn vào SQL 2014 nhé. Phía dưới là phần Instant Name. Anh chị có thể đặt lại tên mặc định cho SQL, có thể là misa.sme 2021 hoặc là SQL 2014 chẳng hạn vậy. Sau đó, anh chị bấm Install để thực hiện cài đặt. Để xem được chi tiết hơn, anh chị có thể xem video hướng dẫn cài SQL được đính kèm ở mô tả của video này nhé. Khi đã cài thành công SQL cho máy chủ mới rồi, thì chúng ta sẽ đi tiếp bước tiếp theo. 3. Phục hồi dữ liệu lên máy chủ mới. Anh chị cần copy file đã thực hiện sao lưu ở bước 1 vào ổ cứng của máy chủ mới. Lưu ý, ổ cứng như là ổ D hoặc E, tránh lưu dữ liệu ở ổ C anh chị nhé. Sau đó, anh chị mở phần mềm MISA. Vào tab Quản lý dữ liệu, chọn đến tên máy chủ SQL mới với cấu trúc tên là tên máy tính duyệt tên SQL. Ví dụ như tên máy tính của em là ccs.com/16/510 duyệt tên SQL là misa.sme 2021. Sau đó anh chị bấm đồng ý. Lúc này anh chị bấm chức năng phục hồi và chọn tệp phục hồi là file sao lưu mà anh chị đã copy từ máy chủ cũ sang. Anh chị có thể đặt lại tên dữ liệu kế toán, kiểm tra lại thông tin và bấm phục hồi. Sau đó nhấn đóng lại. Trở lại giao diện đăng nhập, bấm mở dữ liệu kế toán. Để xem được máy chủ SQL, anh chị bấm vào mở rộng và chọn đúng vào tên máy chủ mới. Anh chị chọn đến tên dữ liệu mình vừa phục hồi và đăng nhập vào làm việc. Như vậy, anh chị đã chuyển được dữ liệu từ máy chủ cũ sang máy chủ mới. Để các máy trạm khác có thể kết nối được với máy chủ mới, thì anh chị thực hiện thêm bước cuối này nữa nhé. 4. Kết nối máy chủ với các máy trạm khác. Tại máy chủ mới, khi đăng nhập dữ liệu, anh chị bấm kiểm tra ở phần mở rộng. Ghi lại tên máy chủ và gửi đến các máy trạm ở cùng hệ thống máy tính công ty để kết nối vào. Với phần mềm misa.sme 2021 ở giao diện đăng nhập của máy chủ mới, anh chị vào tệp Thông tin máy chủ. Ở đây, anh chị có thể sao chép tên máy chủ hoặc là địa chỉ IP của máy chủ và gửi cho các máy trạm khác để kết nối với máy chủ anh chị nhé. Ngoài ra, anh chị xem chi tiết tại video được đính kèm ở phần mô tả ạ. Như vậy, anh chị chỉ cần thực hiện theo 4 bước trên là đã biết cách chuyển dữ liệu để máy trạm trở thành máy chủ trên phần mềm misa.sme.net 2021 rồi ạ. Hãy bấm like, đăng ký kênh kèm chuông thông báo bên cạnh để nhận được thông báo khi có video hướng dẫn mới từ Misa. Chúc anh chị sức khỏe và thực hiện thành công.